Tại vì nếu mà bạn thả cá không đúng cách thì cá của bạn nó sẽ rất là dễ bị bệnh, có thể chết vào ngày hôm sau hoặc là chết dần chết mòn theo thời gian trong vài ngày tới ha. Nó rất là quan trọng. Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Vẫn là Bi đây và rất vui được gặp lại trong nhật ký nuôi cá bảy màu. Ngày hôm nay mình mới vừa được tặng một cái bịch cá bảy màu rồng xanh nè mọi người. Cái bịch cá này mình sẽ thả vào trong cái hồ mà mình mới làm hôm trước ở đây. Cái hồ kính để ngoài trời nè, đó mọi người thấy không? Thì mình sẽ thả cá ở ngoài đây. Và mình chợt nhớ ra một cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với mọi người lâu rồi, và hôm nay mình sẽ chia sẻ trong video này nha. Đó là 3 điều cần nhớ khi mà chúng ta thả cá vào hồ. Rồi, ok. Điều đầu tiên thì nó cũng dễ nhớ thôi, đó là hôm trước khi mà mình làm hồ cá này nè, mình có nhắc đi nhắc lại với các bạn, đó là chúng ta khi mà set up xong hồ thì hãy đợi khoảng chừng 3 ngày sau hãy thả cá vào. Và cái hồ này mình để chắc cũng phải 1 tuần rồi mọi người. Đó, thì cái điều đầu tiên đó là các bạn cần phải nhớ là không thả cá vào ngay sau khi set up hồ. Hãy đợi khoảng chừng 3 ngày rồi thả cá vào nha. Nếu mà đợi được 1 tuần giống mình thì ok. Rồi điều thứ hai đó là chúng ta sẽ cho cá làm quen với môi trường mới bằng cách thả cái bịch cá mới mua vào trong hồ luôn, và để như vậy khoảng chừng nửa tiếng đến 1 tiếng. Tại vì sao các bạn biết không? Khi mà cá này nè, chúng ta ship hoặc là đem cá từ bên ngoài về, treo trên xe chạy về, thì đi ngoài trời nắng, cái nước trong bịch cá này nè nó sẽ bị nóng lên, và nó nóng hơn so với cái nhiệt độ nước ở bên trong hồ cá chúng ta. Thì khi mà chúng ta thả cá vào trong hồ liền thì cá nó sẽ bị sốc nhiệt và ảnh hưởng đến con cá, làm cho con cá bị bệnh và dễ bị chết hơn. Thì khi mà chúng ta thả cái bịch trôi nổi trong hồ này, nó sẽ là một bước đệm để mà trung hòa nhiệt độ ở trong hồ với cái nhiệt độ ở trong cái bịch cá này. Thì khi mà khoảng chừng nửa tiếng, 1 tiếng sau thì cái nhiệt độ của hai bên nó đã đều nhau, nó đã bằng nhau rồi, thì lúc đó chúng ta có thể thả cá ra được nha. Cái cách mà thả cá ra thì mình đã có làm một video đó rồi. Nếu chúng ta sẽ châm nước từ từ vào trong một cái ca, hoặc là châm nước vào trong cái bịch này nè để cho cá làm quen với nước. Đó, thì ở trong video này mình sẽ thả trực tiếp luôn, tại vì cá ở chỗ bạn này cái nước nó khá là giống nước cái chỗ mình, thành ra là mình thả trực tiếp vô cũng được, mình chỉ cần trung hòa cái nhiệt độ thôi. Đó, còn nếu mà bạn nào muốn rõ hơn, kỹ hơn thì chúng ta sẽ xem cái video mà cách thả cá mới mua về. Ở trong cái video mình để link bên dưới nha. Đó, rồi, điều thứ hai đó là ngâm cái bịch cá ở trong hồ khoảng chừng 30 phút đến 1 tiếng. Rồi bây giờ mình sẽ ngâm nó khoảng chừng 1 tiếng sau mình sẽ quay lại ha. Ở đây hơi nắng mình sẽ che nắng lại. Rồi, ok. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thả cá ra nha. Đây, ngâm cũng khá là lâu rồi. Rồi trước hết thì mình xin nhắc lại là do cá ở cái chỗ bàn này nè, mình đã nhận khá là nhiều lần rồi, và mình nhận thấy rằng nước ở chỗ bạn nuôi khá là tương đồng với nước nhà mình, thành ra là mình có thể thả trực tiếp vô được. Còn các bạn vẫn nên kỹ, các bạn hãy tham khảo cái cách mà thả cá khi mà mới mua về vào trong hồ mà mình đã làm một video trước. Nó rất là dễ thôi, các bạn có thể làm theo cách của mình, không cần dụng cụ gì hết mà nó rất là dễ. Tại vì nếu mà bạn thả cá không đúng cách thì cá của bạn nó sẽ rất là dễ bị bệnh, có thể chết vào ngày hôm sau hoặc là chết dần chết mòn theo thời gian trong vài ngày tới ha. Nó rất là quan trọng mọi người, nhớ nha, thả cá vào đúng cách rất là quan trọng. Rồi, bây giờ mình sẽ thả cá ra, mở cái bọc này là được. Rồi ok, đợi mình xíu. Đây, cá của chúng ta đây, nó trốn, nó sợ, nó trốn vô góc ở đây hết rồi. Nào. Đây là rồng xanh mọi người. Rồng mà cái màu nó xanh lá cây á, chứ không phải màu xanh dương. Thì cái loài rồng xanh này khi mà đẻ ra thì nó ra màu xanh đen hoặc là màu đỏ đỏ, nó rất là nhiều. Nhưng mà thôi mình thích màu xanh lá cây này, mình sẽ nuôi nha. Rồi sau khi mà thả cá xong rồi thì chúng ta đến với cái điều thứ ba cần nhớ, đó là không cho cá ăn ngay. Đó, tức là không cho cá ăn trong cái ngày hôm đó. Khi mà các bạn thả, các bạn để tới ngày hôm sau hãy cho ăn. Cá khi mà các bạn thả đồ ăn xuống á, thì nó đớp liền à, ngoại trừ những con nào mà nó yếu hoặc là nó đang bị bệnh thì nó mới không ăn thôi. Còn đa phần cá khi mà thả đồ ăn ra thì nó sẽ đớp, nó sẽ ăn ngay, nó không chừa một cái gì hết á. Mà con cá khi mà nó mới được đem về, chúng ta vừa mới thả vào trong hồ thì nó cần cái thời gian để mà làm quen với môi trường của hồ. Và nếu mà nó ăn vô á, mà nó không tiêu hóa được thì nó sinh ra rất là nhiều bệnh. Thứ nhất là bệnh đường ruột, thứ hai là con cá có thể bị những cái vấn đề về thí dụ như là bị nấm, bị lắc hoặc là bị stress. Nó rất là nhiều bệnh. Khi mà nuôi cá bảy màu, chúng ta để ý thấy là con cá chúng ta nó rất là mong manh nha. Các bạn có thấy vậy không? Nhưng mà khi mà chúng ta thả cá đúng cách, chúng ta có những cái lưu ý, những cái ghi nhớ như vậy á, thì nó sẽ tránh được cái phần nào những cái trường hợp đó. Đó. Rồi thì đó chỉ có 3 cái mà mình cần các bạn ghi nhớ khi mà muốn thả cá vào trong hồ. Thứ nhất là chúng ta chuẩn bị hồ cá thì sau khoảng chừng 3 đến 5 ngày hoặc thậm chí 1 tuần thì mọi người hãy thả cá vào. Thứ hai là hãy ngâm cái bịch cá ở trong hồ khoảng chừng 30 phút đến 1 tiếng để cho cá làm quen với nhiệt độ của nước. Đó, và hãy thả cá vào đúng cách. Cái video thả cá mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn xem nha. Rồi thứ ba, đó là không cho cá ăn ngay sau khi thả và để đến hôm sau hãy cho ăn. Nó nhịn ăn một bữa nó sẽ không chết đâu, nhưng mà nếu mà các bạn cho nó ăn mà nó không tiêu hóa được thì nó mới chết đó. Vậy ha, rất là dễ nhớ ha. Rồi, hy vọng với cái video ngày hôm nay thì các bạn nắm được cái nguyên lý để giúp cho cá chúng ta nó khỏe hơn khi mà mới đem về. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha. Nếu thấy video này có ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ mình nè. Tạm biệt các bạn.